Mà xin chào tất cả các bác, chào tất cả các anh em. Hôm nay em lại có một ít máy điện 220 nha các bác nhé. Tất cả ở đây của em là máy điện 220 hết nha, 220V zin nha. Hôm nay có cái bếp từ này, em thanh lý cho các bác. Hôm nay là clip số 24. Các bác nào mua máy gì thì liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0326106122. Em hôm nay làm nhanh thôi nhé, các bác chú ý theo dõi em test nhanh cho các bác. Bây giờ em test chi tiết cho các bác. Em test nhanh đấy, các bác lưu ý để ý video. Đây là con bếp từ nhé, em thành lý cho các bác. Giá chỉ có 250k thôi, đầy đủ chức năng nhé. Bé nhất là 700 cái nhiệt độ của nó đấy, lớn nhất là 2000, đầy đủ các chức năng này, không thiếu chức năng gì. Đây em lại về cái nấu lẩu đây, biết là các bác nhìn có rõ không? Em đổ bớt nước cho nó nhanh sôi. Đấy, em nhấc bếp ra là nó báo này các bác nhé. Đó, đây, nó về E0 này. À, nó không có son. Đấy. Đấy, nó báo các bác thấy chưa? Em đặt nồi vào này. Là ok này. Cho nó nhanh sôi. Đó, nó sôi rồi nhá. Ok. 250k các bác nhá. 250k. Tất cả trong video này em đã bao cước phí vận chuyển các bác nhé. 250k đã bao gồm cước phí vận chuyển. Mã số 2 là một con máy mài Makita. Con này là Makita 9553 công tắc đuôi nhá. Số 2 550k bao cước phí vận chuyển. Số 3 là một con máy mài của Boss nhé. Con này nó mất hết tem rồi. Số 3 320k. 320k bao cước phí vận chuyển. Số 4 là một con mài FEG. Mài FEG. Số 4 này 320k các bác nhé. 320k 850W nhé. Công suất này, công suất khủng đấy. Số 5 là một con mài bốc. Con này rất chất lượng nhưng mà nó hơi bẩn, nó dính keo.
số 5 300k bao cước phí vận chuyển. Số 6 số 6 là một con mài bót, con này hàng tuyển rồi, chưa chày sơn luôn đấy. Số 6 400k bao cước phí vận chuyển. Các bác nào nhanh tay nhé. Số 7 là một con Matex xịn sò đây. Mài Matex nhé. 954 đấy. Công tắc đuôi này. Số 7 420k bao cước phí vận chuyển. Số 8, tất cả máy của em là điện zin 220 hết nhé các bác nhé. Số 8 320k. Số 8 con này là con Đông Trang nhé. Đông Trang này. 710W. Điện zin 220 tất nhé các bác nhá. Số 9. Số 9 là một con mài bót, con này cũng tương đối đẹp. Số 9 350k bao cước phí vận chuyển. Đây là màu sơn zin đấy. Số 10. Số 10 là một con máy cắt tường nhé. Con này cái máy cắt tường này, con này chất lượng đấy các bác nhé. Con này nó có cả cái dẫn nước này, ống dẫn nước này, cả lưỡi luôn này. Bác nào về chỉ việc chiến thôi. Con này nó là máy của Trang Trai đấy. Các bác check thử cho em. Con này nó, em check là nó là 1.700.000. Giá mới nhá. Giá đập hộp là 1.700.000. Tất nhiên là cũng tùy nơi nó bán. Có nơi nó bán 1.680.000, lời bán 1.720.000. Còn đây em đây bán cho các bác máy cũ 700k bao cước phí vận chuyển. Cái này cái rô của nó cực kỳ dài luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn này, chỗ chổi than đây mà cánh quạt đây, rô rất dài. Bảy trăm k bao cước phí vận chuyển. Mã số 10. Số 11. Số 11 là con khoan gỗ hai chức năng của Makita. Lớp khoan tường này. Đây là khoan gỗ này. Có đảo chiều này, có điều tốc này. Đảo chiều đây.
vô tóc đây. Cũng 11.350k bao cước phí vận chuyển. 350k bao cước phí vận chuyển. Đây nó có dính cả cái chìa không mang danh ở đây. Số 12 là một con khoan gỗ đầu kẹp 10 ly nhé. Đầu rất đẹp luôn này, như chưa sử dụng. Có điều tốc, có đảo chiều nhé. Con này bắn tôn thì tuyệt vời luôn đấy, rất là vừa tay. Số 12 này 300k bao cước phí vận chuyển. Điều tốc đây. Đảo chiều đây. Ba trăm k bao cước phí vận chuyển. Cái này em có rất nhiều nha các bác nhé, mấy chục con cơ. Số 13 con khoan gỗ hai chức năng bốc. Số 13 này 370k đầu kẹp 13 ly nhá. Có điều tốc, có đảo chiều, đầu còn đẹp này. Con gỗ này, đây là con tường này. Số 13 370k Số 14 một con khoan Matex đầu kẹp 13 ly hai chức năng nhá. Khoan gỗ hai chức năng nhá. Cái đầu nó hơi bẹp đây tí nhá, nhưng mà cái phần trong của nó rỗng các bác hiểu không? Nó rỗng rồi nó va chạm thì nó dễ bẹp. Đó. Không ảnh hưởng gì. Số 14 này 430k bao cước phí vận chuyển. Khoan gỗ đây. Đây là khoan bê tông đây. Số 14 430k. Có điều tốc, có đảo chiều. Hai chức năng, khoan tường và khoan gỗ. Số 15 là một con khoan bê tông. Ba chức năng nhưng mà nó trượt cái ở trong này rồi, nó chỉ còn có hai chức năng thôi. Bác nào về lắp lại. Bánh răng còn ngon nhá, nhưng mà nó chỉ trượt mỗi cái nẫy thôi. Bây giờ dùng là được một chức năng khoan gỗ này. Và một chức năng khoan bê tông này. Chức năng đục bê tông này nó trượt này. Đó. Cái này nó trượt mất cái nẫy. Đó, đây là khoan bê tông này. Đây là khoan gỗ này. Có điều tốc, có đảo chiều nhá, điều tốc đây. Chiều đây. Em thanh lý con này nhá. Thanh lý giá 550k. Con này là của Makita nhá. Makita. Thanh lý cho các bác về xử lý cái lẫy này nhá. Em nói lại là nó chỉ trượt cái lẫy này thôi nhá. Nó trượt cái lẫy này chứ không phải bánh răng nhá. Bánh răng là còn ngon nhá. 550k. Có nghĩa là lắp nó không đúng đây.
550k bao cước phí vận chuyển. Một con Matech ba chức năng, con này không có đảo chiều các bác nhé. Ba chức năng đầy đủ nhưng không có đảo chiều nhá. Đây là đục bê tông này, đây là khoan bê tông này, đây là khoan gỗ này. Điều tốc đây, số 16 500k bao cước phí vận chuyển. Số 17 570k bao cước phí vận chuyển. Đây là lớp đục bê tông này, khoan bê tông có điều tốc, có đảo chiều nhá, ba chức năng 2-26. Đây là lớp đục bê tông này, đây là khoan bê tông này, đây là khoan gỗ này. Điều tốc ra, đảo chiều đây, số 17 570k bao cước phí vận chuyển. Số 18 khoan bê tông ba chức năng, có đảo chiều, có điều tốc. Đây là nấc đục bê tông này, đây là khoan bê tông này, đây là khoan gỗ này. Đây là đảo chiều này, điều tốc này, số 18 600k. Con này nó có cái lắp đít này màu đỏ nhá. Số 18 600k bao cước phí vận chuyển. Số 19 khoan bê tông ba chức năng, có điều tốc, có đảo chiều, lớp đục bê tông này. Đây là khoan bê tông này, đây là khoan gỗ này. Điều tốc đây, đảo chiều đây, số 19 600k bao cước phí vận chuyển. Số 20 khoan bê tông ba chức năng, có điều tốc, có đảo chiều, đẹp long lanh. Đây là lớp đục bê tông này, đây là khoan bê tông này, đây là khoan gỗ này. Đây là điều tốc này,
Đây là đảo chiều này. Số 20 650k bao cước phí vận chuyển. Số 21. Khoan bê tông 3 chức năng. Có đảo chiều, có điều tốc. Số 21 600k bao cước phí vận chuyển. Đây là lớp đục bê tông này. Đây là khoan bê tông này. Đây là khoan gỗ này. Đây là đảo chiều này. Số 21 600k bao cước phí vận chuyển. Số 22. Khoan bê tông 3 chức năng. Có đảo chiều, có điều tốc. Đây là lớp đục bê tông. Đây là khoan bê tông. Đây là khoan gỗ. Đây là điều tốc ra. Đảo chiều đây. Số 22 600k bao cước phí vận chuyển. Số 23. Khoan bê tông 3 chức năng. Có đảo chiều, có điều tốc. Đây là lớp đục bê tông. Đây là khoan bê tông. Đây là khoan gỗ này. Đây là đảo chiều này. Điều tốc này các bác nhìn chưa? Số 23 550k bao cước phí vận chuyển. Cái này vì nó hơi bẩn tí. Em thanh lý 550k. Số 24 là một con đục 17 ly. Đục chuyên dụng 17 ly. Bong mất hết tem mát rồi, nhưng mà xài rất là ok nha các bác nhé. Em bao dùng luôn, bảo hành cho các bác luôn nhé. Số 24 này 800k bao cước phí vận chuyển, bao điện bao hơi cho các bác riêng con máy này. Số 24 800k bao cước phí vận chuyển. Các bác về chỉ lắp mũi vào mà chiến thôi. Số 25 cũng là một con đục 17 ly. Này có bót nhé. Bót Đức nhé, dẹp Mali đấy. Em nói trước là cái dây này là đã bị quấn ở đây rồi nhé. Đây là quấn bằng dính rồi nhá. Đây thì to đấy nhưng mà quấn bằng dính rồi. Tàn mất cái bàn của em. Đây các bác nhìn đây. Dẹp Mali
điện zin 220V. Bót Đức nha. Số 25 này 1.300.000. Bao cước phí vận chuyển. Bót Đức 3611. Con này là GSH 500. C38. Video của em đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Thì em cũng đang có việc, đang bận. Bác nào mua gì thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0326 106 122. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video.